Thưa quý vị, mừng xuân Quý Mão năm 2023, không khí Tết ở làng Tre Em RX Bến Tre rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhờ tình yêu thương, quan tâm từ các mẹ, các dì và sự hỗ trợ thiết thực từ các cấp, các ngành, đơn vị. Để tạo không khí vui tươi, đầm ấm, giúp các trẻ em làng SOS tận hưởng không khí Tết cổ truyền của dân tộc một cách trọn vẹn, ý nghĩa và đầy tình yêu thương, ban giám đốc làng SOS Bến Tre đã tổ chức cho các em nhiều hoạt động vui chơi như thi làm thiệp chúc Tết, thi làm bánh tét, bánh chưng, thi làm mứt Tết, thi khai bút đầu xuân, thiết kế mâm ngũ quả và nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Trải nghiệm gói bánh tét, bánh chưng từ 400 đến 500 gram một bánh. Kinh phí do một số thành viên trong hội tài trợ cũng là một cách giúp các em vừa vui Tết, vừa biết được văn hóa gói bánh ngày Tết. Hàng năm, các nhà làng trẻ em SOS Bến Tre thường chuẩn bị Tết sớm từ khoảng 15 tháng Chạp. Mỗi nhà có kế hoạch chuẩn bị làm bánh, mứt, khô, củ kiệu, dưa hành để các em quây quần, sum họp bên nhau nhằm tạo mọi điều kiện để các trẻ ở đây đón Tết thật đầm ấm và cảm nhận tình yêu thương như một gia đình. Với các mẹ, điều mà họ mong chờ nhất là các con ở xa về đông đủ sum họp gia đình, tạo được không khí ấm cúng, hạnh phúc của ngày xuân. Một số bà mẹ làng trẻ em chia sẻ, hạnh phúc của các chị là cuối năm rất đông các con đi học hay đi làm ở xa, trở về nhà phụ làm cơm, làm mâm ngũ quả chưng trong nhà, hay làm quà tặng người thân ngày Tết. Và năm nào, các mẹ cũng tăng tiện thu nhập của mình, mua quà mừng tuổi cho các con, như tặng cuốn sách, tấm áo, cây bút, hộp sáp màu, với mong muốn các con chăm ngoan, học giỏi. Các con tặng mẹ những chiếc khăn len tự rang, những bức tranh tự vẽ cùng những lời chúc cảm động. Năm nay sẽ là một năm rất là đáng nhớ, bởi vì năm đầu tiên mà em ngồi cùng gói bánh với các mẹ và cũng là năm cuối cùng em ở lại làng rồi, nên là em cũng những cái hoạt động này nó mang đến cho em những cái trải nghiệm thật là mới mẻ. Em trải nghiệm được nhiều hoạt động trò chơi dân gian như là đạp bóng nước, kéo co, đẩy gậy và đang thực hiện là gói bánh tét với lại bánh chưng. Hiện tại làng có 10 gia đình với 125 cháu. Để các cháu có cái Tết ấm áp, yêu thương, ban lãnh đạo làng đã có kế hoạch cụ thể, chu đáo như tổ chức vui Tết đón xuân, cũng chính là những ngày mà các con cần có sự sẻ chia, quan tâm nhiều nhất. Bởi vậy, ngoài việc chăm lo cho các con có một cái Tết đủ đầy, tươm tất với bánh kẹo, hoa quả, bánh chưng, quất, đào, thì cán bộ nhân viên của làng còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ để động viên tinh thần các con. Năm nay cũng vừa kết thúc học kỳ, các con cái tỷ lệ học học khá giỏi của các con cũng được nâng lên với cái tỷ lệ là hơn 60%. Đây là cũng một cái kết quả cố gắng, hết sức cố gắng của các con sau cái mùa dịch, đồng thời cũng là một cái thành quả của tập thể cán bộ nhân viên mẹ dì đã dày công dạy dỗ cho các con. Bên cạnh đó thì chào đón cái mùa xuân năm 2023, các con cũng có nhiều rất là nhiều niềm vui, đặc biệt trong cái ngày tất niên hôm nay thì có nhiều cái mạnh thường quân cũng như là cái cơ quan đoàn thể đã hỗ trợ cho các con có một cái buổi tất niên thật là nhiều cái hoạt động. Làng trẻ em SOS Bến Tre nằm trong 17 làng thuộc làng trẻ em SOS Việt Nam trên toàn quốc, nhận được sự tài trợ của làng trẻ SOS quốc tế do các nhà hảo tâm trên khắp thế giới tham gia đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dịch bệnh COVID-19 khiến nguồn đóng góp từ phía các nhà hảo tâm gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, làng trẻ SOS Bến Tre luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp lễ Tết. Đây là những món quà vô cùng ý nghĩa với mong muốn mang đến cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn.